chào mọi người. Hôm nay mình để đi tham quan khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, hiện xuyên mộc Bà Rịa Vũng Tàu. Phía trước cổng thì có các hàng quán bán các đồ lưu niệm dành cho du khách. Đây cổng là lối vào nè các bạn. Thì cái vé này nãy mình mua vé tham quan thôi là 100.000, chỉ tham quan thôi là 100.000 thôi. Đường vào thì dọc hai bên là có cái mái che, có cái biển hiệu mái che thiết kế rất là đẹp. Thì giờ sau khi vào cổng là phía bên tay trái của mình là có cái mini zoo, là sở thú mini đây. Này có người ta lưu giữ các cái con vật. Đây là những chú chim công. Bên đây là có một cái công viên cây rất là xanh mát. Sở thú mini ở đây là khá là ít các cái con vật, không bằng ở trên Đắk Lắk các bạn. Chỗ này rất là mát mẻ luôn ha, vừa mới vào đi bộ vào, ai mà mệt là nghỉ chân lấy chút xíu rồi có thể vào tiến sâu vào bên trong để tiếp tục tham quan. Đây có ba chú đà điểu. Mặt đáng yêu. Khu bên này là mình thấy cái tấm bảng gì là hồ suối mơ, nhưng mà ta rào lại để thi công những cái công trình, những cái hạng mục mới để phục vụ du khách sắp tới.
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần nhưng cái lượng khách hiện tại bây giờ mình quan sát thấy thì khá là vắng. Phía bên tay trái mình có cái nhà hàng Ho Rừng. Nhà hàng này cũng vắng khách luôn. Bên đây là khu tắm bùn. Tắm bùn đê. Trong kia các bạn đứng phía xa mình thấy người ta đang tắm bùn, đèn thui bồi, đèn thui thấp người. Các bạn chỉ dẫn quẹo trái là hồ Suối Mưa, mình sẽ vào đây để tham quan. Lần đầu tiên mình tới thì mình cũng đi cho hết, cố gắng đi cho hết cái khu nước nóng Bình Châu này. Hồ Suối Mưa, cái tên giống với khu du lịch Suối Mưa Đồng Nai. Phía bên trong này là cái khu ngâm trong này các bạn. Trong này khá vắng khách. Mình đi phía bên ngoài mình chỉ nhìn vào thôi chứ mình không có đi vào trong. Để vào trong là phải mua thêm vé nữa. Chỉ vé đi tham quan như mình đây là 100.000 thôi. Còn vào muốn vào mấy cái dịch vụ phía bên trong thì mình phải chịu thêm một tiền vé nữa. Phía bên tay phải mình là các bạn chỉ dẫn vào khu ngâm trong và luộc trứng. Bạn nào vào đây muốn đi xe ngựa đi tham quan lòng vòng thì có xe ngựa phục vụ cho các bạn luôn. Vào cái khu luộc trứng cũng phải tốn tiền vé nữa này. À không, tốn tiền vé là vào khu ngâm trong. Không có hở như này đâu, tại vì cũng ngày chủ nhật cuối tuần
cái lượng khách mình thấy khá là thưa. Chỗ này để luộc trứng nha các bạn nè. Nước khá là nóng, trên 80 độ C thôi. Bên ngoài là làm cái thiết kế cái hình thù cái vỏ trứng. Có người đang ngâm trứng này. Theo như mình thấy thì xung quanh đây là, để mình đếm xem có bao nhiêu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng 6 cái giếng luộc trứng này. Thiết kế hình vỏ trứng, nước nóng. Có người đang luộc trứng 6 cái, 7 cái, 8 cái. Các bạn thấy phía này có một cái ống sắt, nước nóng nó phun từ phía dưới lên. Cái này rất là nóng luôn nè, nóng hơn những cái giếng kia. Sôi, hầu như là sôi luôn, bốc hơi luôn. Cũng nóng các bạn nè. Bốc hơi ra, bốc hơi nước này. Nước sôi luôn á, sôi mạnh hơn khu nước nóng ở Bưng Thị ở Hàm Thuận Nam của mình nữa. Cái này thì chỉ có thế thôi. Đây là toàn cảnh cái khuôn viên khu luộc trứng. Bây giờ mình sẽ trở ra để đi qua cái khu cầu cá sấu. Rất là tiếc là khi mình đi là đúng cái lúc mà cái khu cầu cá sấu đang được nâng cấp bảo trì, cho nên mình không có vào được để khám phá và tham quan. Hẹn dịp khác bạn. Thank you.
sao đó các bạn, chấm chấm là ngôi sao, ngôi sao các bạn nào có sừng đó hả? Có mấy dung đó thì em có mấy chào tạm biệt các bạn, vui lòng nhấn like và subscribe để theo dõi các video mới nha.